Kính chào quý khán giả, mời quý vị đến với bản tin Văn hóa Việt ngày 7 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử với những tác phẩm mãn nhãn và đầy lòng tự hào dân tộc. Báo Nhân dân tổ chức khai mạc triển lãm tương tác tranh Panorama kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Họa sĩ Nguyễn Thành Việt và nhà điêu khắc Triệu Tiến Công tổ chức triển lãm khác nhằm tôn vinh văn hóa Việt. Ngày 6 tháng 5 tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm với chủ đề khác của họa sĩ Nguyễn Thành Việt và nhà điêu khắc Triệu Tiến Công. Hai nghệ sĩ đến từ miền đất tổ vua Hùng. Triển lãm giới thiệu hơn 70 tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo trên nhiều chất liệu như gốm, gỗ, sơn mài về các chủ đề tình yêu, thiên nhiên, đất nước, con người, mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa Việt đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước đến thưởng lãm. Đây là một số tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của hai nghệ sĩ Nguyễn Thành Việt và Triệu Tiến Công tại triển lãm khác. Nếu 18 tác phẩm tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Thành Việt mang đến cho người xem những cảm xúc tươi mới, thể hiện qua chủ đề, ánh sáng, màu sắc, đường nét, bố cục trên chất liệu sơn mài truyền thống, thì những tác phẩm của nhà điêu khắc Triệu Tiến Công lại mang đến cho người xem nhiều trải nghiệm thú vị thông qua cách tạo hình vẻ đẹp của con người như đường cong, phồn thực được thực hiện một cách tài tình trên các chất liệu gốm và gỗ. Tất cả hòa chung cho một không gian đậm chất nghệ thuật đã mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa cho người xem. Tượng của Triệu Tiến Công chúng tôi ấn tượng hai mảng. Mảng thứ nhất là cái mảng tượng ông phát huy từ những cái hình tượng của trống đồng Đông Sơn, và cái loại tượng thứ hai là ông mang dáng dấp của những cái tượng hiện đại. Và ngoài ra thì chúng tôi có được giới thiệu về tranh của họa sơn mài của họa sĩ Việt. Anh làm sơn mài cũng bố cục rất công phu, và cái đấy mang lại cái hiệu quả xúc động cho người xem. Cho nên đối với cái triển lãm của các họa sĩ Phú Thọ lần này ấy, là nó mang một cái sắc thái riêng mà chúng tôi rất quý trọng. Triển lãm khác thể hiện những ước muốn lớn lao và tốt đẹp của con người cùng tinh thần quyết tâm để đạt được những mong muốn ấy. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm lần này thể hiện sự khao khát tìm tòi trong sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ, mài đáp các giá trị thẩm mỹ trong tác phẩm của mình, hướng đến những giá trị nhân văn trong cuộc sống và những điều tốt đẹp cho bản thân và xã hội. Tôi sử dụng chất liệu truyền thống, mà các họa sĩ sử dụng chất liệu truyền thống thì rất cực kỳ khó khăn khi mà sử dụng chất liệu truyền thống mà lại có thể làm cho màu nó tươi rói lên như thế này. Đấy. Tôi cũng có những cái bí quyết riêng, đó là một cái sự trau dồi trong nghề nghiệp nhiều năm nay. Tôi và anh Việt thì đều là hai người cùng quê đất tổ, nhưng lại có hai người cũng là có một cái duyên, tức là đều là khai thác về cái đề tài là cái dấu ấn đậm chất văn hóa Việt, thì đặc biệt là khai thác cái nét đặc trưng của người vùng cao. Với tôi thì trong ngôn ngữ tạo hình thì tôi cách khai thác của tôi đó là không nói quá nhiều về cái chi tiết. Triển lãm khác không chỉ lan tỏa vẻ đẹp và những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất tổ đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước, mà còn khơi dậy ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt đến với cộng đồng, giúp người xem cảm nhận được sự bình an và thấu hiểu những ý nghĩa sâu sắc từ cuộc sống. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 15 tháng 5 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Thưa quý vị, trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch cộng đồng được xem là một trong những loại hình du lịch chủ đạo được khẳng định cần đẩy mạnh. Để cho mô hình du lịch cộng đồng được phát triển mạnh hơn, trong thời gian tới, huyện Ba Vì đã phát triển bản miền trở thành nơi có mô hình du lịch cộng đồng gắn với các giá trị văn hóa truyền thống, từ đó tăng khả năng thu hút du khách trong nước và quốc tế. Điểm đến du lịch cộng đồng bản miền Ba Vì là một mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên tại thủ đô Hà Nội, mang đến trải nghiệm thực tế về văn hóa truyền thống của người Dao Quần Chẹt. Đây là mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế tại các làng nghề và các điểm du lịch gắn với các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội, được xây dựng và công bố thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế, Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 đến 2030. Thì du khách đến đây có thể được là thư giãn và chăm sóc cái gói chăm sóc sức khỏe, ví dụ như ngâm tắm thảo dược bằng chính các lá cây thuốc rừng của núi Ba Vì mà người Dao đã kinh nghiệm bao nhiêu năm nay. Và đặc biệt người Dao có cái chăm sóc sức khỏe sau sinh
tức là tắm đấy, bài thuốc tắm sau sinh cho chị em phụ nữ rất tốt. Chia sẻ về quá trình xây dựng điểm du lịch cộng đồng bản miền, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch Châu Á Phạm Hải Quỳnh cho biết, mặc dù gặp không ít khó khăn do nếp sống cộng đồng người Dao đã có nhiều thay đổi, không còn kiến trúc truyền thống, nhưng nơi đây lại có nhiều loại dược phẩm quý. Đây là điểm nhấn cốt lõi để xây dựng bản du lịch cộng đồng gắn với nghề làm thuốc nam, phát triển mô hình du lịch chăm sóc sức khỏe, từ đó góp phần giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc. Phải nói là bản miền có thể nói là một trong những làng du lịch cộng đồng đầu tiên của thành phố Hà Nội. Và cái câu chuyện có như là nó cũng rất nhiều áp lực. Đấy, bởi vì áp lực đầu tiên là áp lực làm thế nào để có như là một cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Hà Nội có thể phát triển được. Dự án điểm đến du lịch cộng đồng của bản miền nhằm góp phần thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 đến 2030 và kế hoạch của Sở Du lịch Hà Nội về triển khai xây dựng thí điểm mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế tại làng nghề và điểm du lịch gắn với giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tại huyện Ba Vì. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, vào tối qua ngày 6 tháng 5, tại quảng trường 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Điện Biên Phủ Mốc Vàng Lịch Sử. Chương trình tiếp tục là hoạt động tạo khí thế sôi nổi, rộn ràng dành cho người dân và du khách đến với Điện Biên những ngày này, đồng thời khơi gợi niềm tự hào dân tộc, đưa khán giả về với những ký ức không thể nào quên, một thời kỳ oanh liệt của 70 năm trước. Trong lịch sử Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ đã được ghi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng, một chi lăng hay một đống đa trong thế kỷ 20. Đồng thời, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, nguồn cổ vũ to lớn cho các dân tộc bị áp bức đứng lên giành độc lập. Bằng ngôn ngữ hình tượng, thủ pháp nghệ thuật độc đáo xuyên suốt 14 tiết mục trong 3 chương với các tên gọi Toàn dân đánh giặc, Khúc ca tráng thế kỷ 20 và Điểm hẹn hòa bình. Chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ Mốc Vàng Lịch Sử đã khắc họa một thời kỳ toàn dân đi theo tiếng gọi của Đảng để lên đường ra trận. Những ca khúc với ca từ đầy sức lay động như Ra đi từ làng, Tôi để trở thành người chiến sĩ Điện Biên, Qua miền Tây Bắc nơi ngút ngàn trùng xa, Núi cao đèo sâu bao khó khăn vượt qua. Tất cả đã góp phần làm nên khúc ca tráng của thế kỷ 20, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại của dân tộc 70 năm trước. Chương trình còn mang theo thông điệp ý nghĩa, từ chiến trường khốc liệt năm xưa, những thế hệ hôm nay đang chung sức xây dựng Điện Biên Phủ trong sự phát triển chung của đất nước, với tinh thần tự hào quá khứ, hướng tới tương lai, qua đó gửi đi thông điệp về khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Chiều ngày 6 tháng 5 tại Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, Báo Nhân dân tổ chức khai mạc triển lãm tương tác tranh Panorama kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động đặc biệt do Báo Nhân dân tổ chức về sự kiện và ra mắt chuyên trang điện tử chiến thắng Điện Biên Phủ. Báo Nhân dân quyết định đưa bức tranh Panorama bản in thành triển lãm. Tại đây, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng bức tranh Panorama bao quanh hình tròn, đường kính 5,5m, chiều cao hơn 3m và trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường với mô hình tranh Panorama 360 độ. Trong buổi khai mạc triển lãm, Báo Nhân dân đã tặng phụ chương đặc biệt kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ cho khách tham quan tại cả hai địa điểm. Bạn đọc có thể cắt các trang báo Nhân dân số đặc biệt, ghép thành bức tranh Panorama chiến dịch Điện Biên Phủ. Triển lãm sẽ mở cửa tự do đón khách tham quan từ hôm nay đến hết ngày 12 tháng 5 năm 2024. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Yên Bái, mùng 7 tháng 5 năm 1945, mùng 7 tháng 5 năm 2024, 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Mới đây tại quảng trường 19 tháng 8, trung tâm km số 5, thành phố Yên Bái, đã diễn ra Festival Múa Sạp rực rỡ sắc màu Tây Bắc năm 2024. Festival Múa Sạp rực rỡ sắc màu Tây Bắc năm 2024 có sự tham gia của hơn 3.000 diễn viên quần chúng đến từ các câu lạc bộ múa sạp của các xã, phường trên địa bàn. Mở đầu chương trình Festival là màn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với chủ đề Dấu ấn Yên Bái trong chiến thắng Điện Biên Phủ. Các tiết mục được dàn dựng hoành tráng, công phu, tái hiện lại những chiến công oanh liệt của quân và dân Yên Bái, đóng góp cho thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Những thành tựu của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái
và khát vọng của người dân vùng cao xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Festival Múa Sạp đem những nét văn hóa Tây Bắc đến gần hơn với người dân, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh về nét đẹp văn hóa múa sạp đặc trưng của vùng đất Yên Bái đến đông đảo người dân trong nước và quốc tế. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin văn hóa Việt hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.